Công ty Mocom chúng tôi nay bàn giao con máy MS88 lưỡi 450 cho khách hàng ở Định Công, cầu từ tầng 1 lên tầng 2 lắp đặt. Trong quá trình lắp đặt máy móc, các kỹ thuật đã lắp đặt xong và hiện tại đang test máy để bàn giao lại cho chủ nhà. Quá trình cắt góc, cắt trụ dài, test máy chủ nhà theo yêu cầu của chủ nhà.